tại sao đạo lại nó có thể thay đổi một cái xã hội lớn? Tại vì cái đạo nó sẽ đi trường kỳ nhiều nghìn năm. Một cái đảng phái, một đảng cộng sản hay là một đảng Việt Nam Cộng Hòa hay là một cái thể chế nào, nó chỉ có thể tồn tại khoảng một thời gian nào đó rồi sẽ thay đổi. Như đảng Dân Chủ hồi xưa cũng tốt, bây giờ đảng Dân Chủ gọi là cái gì đó, chủ cụi Bãi Linh thời nay nè. Đảng Cộng Hòa mà nắm quyền lâu quá nó cũng thành phát xít đấy nha, phải độc tài nó giữ. Cho nên đến một lúc á, nó phải thay đổi chút chút. Nhưng cái đạo sẽ không có thay đổi, cái đạo sẽ làm cho con người mình lúc nào cũng điều hòa và hiện từ. Mục đích chúng ta xuống thế gian này chịu khổ bao nhiêu cái khổ, khổ bệnh, khổ thứ tiền, khổ yêu, khổ lo cho con, khổ đủ nạn, ta bà khổ, thì là để mục đích mình rèn luyện cái thần hồn của mình để mình đi về trên cõi trời. Trên cõi trời có người rất là sướng, không có biết khổ. Tại trển là có thần thông, không có người xấu ở trên đó, và cũng không có xài tiền, chứ không ai mượn tiền lẫn nhau. Chỉ có vui chơi rồi đi vườn hoa rồi giữ tiệc bàn đào đồ ấy, bay là đà thôi. Còn mấy đàn ông thì ngồi đánh cờ uống rượu rồi đó, rượu tiên rồi đó. Ca hát chẳng là chi gì ca hát. Múa như tiên mà múa. Ta nói gì đẹp như tiên, sang như tiên, điệu như tiên đó. Nói trang vậy. Chả nói là tiền, chả nói là xài hồng phước. Ủa nè, anh chào ai muốn hỏi gì nói chuyện đi. Nói đi chầm hơi cho mình thở, nhưng mình nói liên tục mình nữa. Hôm qua nói cả tháng này, hai tháng này rồi cũng hết thôi rồi. Nhưng mà mỗi lần nói quý vị thấy cái đề tài mới không, thấy không? Mà 200 cái clip, mỗi cái clip nghe nó khác không á, mà nó nói chuyện giống đâu. Có những cái giống á là mình muốn đồ lại cho những người mới vô nghe. Những cái khoa chính là năm thứ mà gọi là một cục thép khổng lồ của thế giới vô thần á, cần có năm cái đó để mà đập tan nó đó, bệnh tật rồi chiến tranh rồi đó, đói rồi. Sao có gì hỏi ông đệ tử đâu Cam? Ngọn gốc gì vậy, ngọn mình vậy? Thưa sư phụ, lên trên trời rồi á, cái các tiên á xài cước, rồi đến khi hết cước thì phải xuống trở lại trần gian nữa, phải không thưa sư phụ? Có tất cả các trên nói ai lên trển cũng đều xuống hết, nhưng mà thời gian nó rất là lâu. Mình ở trên đó hồi đi có 3 ngày xuống đây thôi, mà thế gian đến mấy trăm nghìn năm rồi. 100 năm của mình là cơn gió thoảng ở trển, nó lẹ không bằng nước chạy ra đường chạy vô nữa, là một đời người của mình. Cho nên ở cõi trời sống rất là lâu, rất là thọ, mình không có gì phải lo hết. Mình đang lọt xuống đây á, là thứ nhất là gì, tất cả chúng ta đa số là đều chư thiên hết nha. Khi mình ở trển lâu ngày quá, mình không có chịu tu tập thì mình xuống đây. Nhưng mà có một số cái gì nói sư phụ biết á, có thể là con luôn á, thì khi mà sư phụ trong kinh Đức Thầy đã nói, khi mà cha ban chú chỉ xuống cho ông về Nam Tàu bắt đầu gì đó để mà vũ sổ cái quả địa cầu này, nghĩa là cho chết hết á, thì sư phụ là người con ở trển, sư phụ giỏi về chữ nghĩa, dù cầm cuốn sách học có ngày theo thức Phật học, thì sư phụ mới khóc mới xin thì bây giờ mới đứng đây. Thì trong đó có một số thấy sư phụ nhảy xuống nhảy mình sao làm được gì, thôi cho con nhảy theo. Trong đó một số nhảy theo, chứ không phải là
trong đám tụi con là đứa nào cũng bị loại đúng không? Thì mình có duyên là như thế, nhưng mà mấy chị không có nói rõ là đứa nào, chứ không phải nhảy xuống. Mình lúc đó thường nhảy xuống đây á, chung với thầy á, là không phải một mình thôi, có mấy nghìn người luôn, đông lắm á. Nhưng mà để mai mốt thầy xuất hiện đó, những người đó cũng sẽ hiện lên hết. Và khi nhảy xuống khoảng 5-10 nghìn người, mà đến mà tính giờ chót tới ngày hôm nay nè, hay là tháng cái năm con mèo này nè, là năm quan trọng nè, lập hội hôm qua á, thì là chỉ còn lại khoảng đầy 30%. Bây giờ cái bằng chứng thứ nhất là cái hàng thành mà hay tới đây á, đó là tướng đó con, nó phải là thượng xuống để bảo vệ thôi. Cuối cùng gái con vụ nó cũng mất, con thấy không? Tiền vụ nó mất, không phải ai xuống đây cũng làm được việc mà nhớ cái lời nguyện của mình trên đó đâu. Thì mất thì sao? Mất hết kệ, chỉ là lấy điểm đó là cho nó là người bình thường. Đó, có người mình không phải là vậy không đâu. Ngoài ra cái sắp hàm mình, mọi có người có một dòng hậu quan, hai dòng, ba dòng, bốn dòng, năm dòng, sáu dòng, bảy dòng, sư phụ có bảy dòng, đa số là một dòng không à. Màu sáng là đã quý, thường thường là xám với đen nhiều, màu tím là sắp ẹt á. Còn cái thường nó là điển á, điển là một cái trí tuệ rất là cực kỳ cao siêu, gọi là điển. Nó cao hơn cái trí tuệ học vấn của thế gian, mà cái đó từ trên trời nó mang xuống. Thì mình lâu lâu á, con người mình nó có cái đó, trong một ngày, một tháng, những cái lúc ấy, cái đó nó hiện lên một hàng triệu triệu người nha. Mà những cái ý kiến bình thường không, nhưng mà trong đó có một người có điển thông minh á, một cái ý kiến thôi có thể sẽ thay đổi được cả thế giới này. Con có hiểu lắm. Nhờ giống như một người vẽ bức tranh, đâu phải ai cũng vẽ được bức tranh đẹp đâu, vì ngàn người vẽ cũng không bằng có một người có điển mà có tài vẽ, thì nó cũng tương tự giống vậy. Những chư thiên xuống đa số là có điển hết. Không có điển á, mình xuống thế gian là mình học lại từ đầu, lâu rồi đó, mất hết thời gian. Cho nên gọi là trí tuệ xuất thế gian, học xuất thế gian, làm việc cho xuất thế gian. Thì lúc đó mình mới coi là cái cõi thế gian này rất là bình thường, vô thường, không có gì gọi là quan trọng hết. Nhưng giờ sư phụ có một cái đời sống với gia đình chẳng, xuống đây thì cũng có bận rộn, nhưng mà nếu mà so sánh thì cũng y như mấy như á, mấy chư thiên trển á, nhìn chúng ta giống như đám vịt mà ở trong chuồng vịt hơi hám, dành ăn cá ăn cháu vậy đó, còn chờ trên kia ăn mâm cổ đầy đồ này nọ, cũng y vậy thôi. Thì mấy con nghĩ mấy con thích trên kia thích cái này à, nhiều lúc á nhìn lại nhiều chuyện như thế này thấy thủ phàn á, thì cũng buồn. Cho nên mỗi ngày xưa mấy chị rồi mấy đức thầy rồi cũng khuyên con á, đừng có nản nữa con, bền trí nghe, ngày nào mới nhìn cái kiếm là sáng trà răng, con có sứ mệnh chưa làm xong á. Trong thời nhiều lúc mình cũng ở Bắc cũng vậy, nhiều lúc mà thiền cũng đi luôn, khỏe, nghĩa là bỏ nhiệm vụ á. Không có, thường mới bỏ nhìn dục, không có bỏ mấy đứa coi đệ tử đâu. Khổ chung quá, chúng ta sẽ chịu khổ chung. Khi nước Việt mà còn đau khổ kiểu này, thủ ích kỷ kiểu đó không đủ, mãi là người khóc xin cha nữa, nên thù lì lắm. Dù ở đến nào nước Việt thành cường bốt thù mới chịu, mới nhảy xuống đây kiểu này nè. Nhưng mà trong ngày giảng của cái quỷ chủ sao cứ đó đi. Thưa sư phụ, trong giảng cái quyền giới chủ này, ta nói Phật dương trị chúng thế giới miền Nam. Bây giờ gặp mấy ông nội bệnh á, mình nói tiếng Việt, mấy ông tưởng là mình nói tiếng gì, mấy ông không hiểu. Mình hỏi giờ mấy ông tin có ông trời không, thì mấy ông nói tin á. Họ tin có Phật không, mấy ông nói tin á. Rồi hỏi ông, mấy ông tin mấy ông có cái hồn không, tin á.
Rồi cái mình hỏi mấy anh tin có con của ông trời đang xuất hiện để mà lo cho cái nước Việt không? Nó cười cả. Ủa giỡn giỡn chơi chọc có cái đó. Họ tới giờ tin cái gì họ tin thôi. Tới lúc mà nó nói ok để anh diễn đạch đạch đi rồi sẽ biết. Có người khôn á, người ta phải nắm thời cơ, nắm cơ vận, rồi mới biết cơ vận, mới biết thời điểm mà mình tính cơ đồ để mình cứu gia đình mình cứu nước quốc gia mình cứu luôn bản thân của mình. Nhưng mà có những người họ không biết, họ tới đó là họ cười thôi à. Quý vị không tin thì nhà có cái anh em chồng con mình là cũng đều là dạng vô minh chữa nhiều lắm, quá trời luôn á. Anh chị nói nghẹn vô hụt nè, đâu tin. Nói bữa nay cái này anh già anh rảnh hả, thay anh đi ở Hải Quan nằm bãi biển vậy suốt. Nó tao làm Hải Quan, tao ở đây á, tao một lời tao nói biết bao nhiêu người á cả đang hiền ở lành về tâm lý á, trải qua mọi sự khó khăn của thời đại công ăn việc làm rồi bệnh tật thiên tai. Có nhiều người nghĩ rất là bình thường, họ nghĩ cái bình thường của họ là siêu rồi đó. Họ có thể tổ chức một cái chuyện không ra gì thôi mà mời toàn là đãi tiệc linh đình, rồi bay tới bay lui ở khách sạn 3-4 ngày rồi vô ăn buổi rồi nói mấy câu rồi về, đóng cái đóng tiền vậy. Không có ý nghĩa gì hết mà họ vẫn làm. Họ chỉ nhóm nhóm lại để cho gặp nhau, để so cửa lẫn nhau. Bà mê gà này, bà chủ nọ, bữa nay bà có mấy cục mới gì ta, bà kia có mấy cục mới, chỉ vậy quá à. Ồ cái áo dài đặt đó, áo dài là tôi design, chỉ có một mình tôi có trên thế giới. À tóc này cứ khoe vậy á. Con mà quen với mấy mê gà chán chết. Tại mấy bà đó ít có bạn á. Tại có bạn là bạn mượn tiền là không trả, mất bạn hết đúng không? Cho nên gặp những cái hàng như đó, đó cần mượn tiền với bà khoái lên là khoe đủ á. Thì những cái buổi tiệc của những người giàu là như thế, chẳng có ý nghĩa gì trong mắt sư phụ. Nhưng mà đi mình cũng phải đi không thấy không? Khoe cổ á. Cho nên họ thiên có họ thiên, đừng lo sợ nghèo giàu nghèo nó không quan trọng. Những cái người đó trong mắt sư phụ đa số sẽ thành ngạ quỷ hết. Tuy họ giàu họ không có làm lỗi gì nhiều, nhưng mà cái lỗi của họ là họ ngã mạng á, với họ sống giàu khác nhau mà người rộng lượng hai cái khác nhau. Sư phụ thấy mấy người giàu á, nhiều khi nó kẹo á mà vô mấy cái nhà hàng mà mấy đứa quay rồi mà giống như không có chiều một chút, những chút ra cũng không cho người ta tiếp. Ở cái tánh họ kẹo là họ vẫn kẹo, không biết không, họ tìm cái lý do người ta có lỗi cái là họ làm vậy đó. Ích kỷ là những người đó ra xấu đi để lại con số trong nhà băng cho con nó quậy nát tài sản, nhưng mà đọ địa ngục là họ lãnh. Họ ăn trên rồi đi xe sang trọng, qua bên kia làm có xe là mấy con ma chơi á, vô mấy chỗ này đâu vô được, chỉ là núp ở dưới gốc cây rồi thôi, rồi không ai cúng quải á, rồi thành ra cái cổ bao nhiêu nè, cái bụng bự như nè, đói, rồi là ngạ quỷ là mấy người giàu á. Đa số 90% mấy người giàu bị đọ nhiều về ngạ quỷ. Còn họ thiên hôm nay chúng ta bữa nay tiệm nghe con hế quá, không sao con, giữ tâm, who care à, ế chừng nào con đọc kinh hai thời, còn đắt quá thì đọc nửa thời, đúng không? Nhưng mà mình chết mình về thiên đàng, đúng không? À, đừng có khe chuyện ế vậy, đừng có cầu mấy cái đó, cầu cho nó ế luôn. Mình cầu cho nó ế để mình đọc ba lời kinh để mình lấy công đức cho nhiều. Tại vì để dụ giải thích, mấy người giàu họ lấy có tiền ở thế gian, họ không có mang ra được. Còn mấy con mà đọc tiệm meo mễ á, mình đọc ba thời kinh á, mình tạo công đức, mình về trời mình xài cái đó được nha. Tại vì giải thích ở trên trời xài theo cái công đức của thế gian mà, hiểu không? Cho nên cái đồng tiền đó nó mà là giá trị vô song. Và mình ở trên cõi trời lâu hơn là vậy. Còn trong khi mấy người giàu ở đây á,
họ sẽ đa số thành ngạ quỷ, tại vì họ sống còn có tiền, họ ích kỷ. Mấy người giàu chừng nào họ cao kiệu là ego á, rồi mà bên công giáo gọi là ngã mạn á, đầu bự á, thấy người ta hơn mình chút xíu là bắt đầu ở đây ganh tị, là bắt đầu sắp lên rồi. Cái thằng này á, nó làm nhà cao 5 tầng, mình nói là Việt Nam nha. Cái thằng kia mai mốt sắp hơn cao lên 5 tầng rưỡi là bắt đầu á, cái thằng 5 tầng này bắt đầu nổi máu rồi đó. Rồi kéo đầu cái thằng kia cao lên 7 tầng, cứ thế mà cứ tranh đấu với nhau. Cái ngã của con người nó lớn ghê, ghê lắm.